tấn công qua đấy. Đây đây là con chó. Mấy em chó đã bị nhốt lại, căn cái tội rất là nghịch ngợm, còn đái tè ra sân, cho nên là đã bị nhốt lại. Đây là con chó mẹ. Đấy, cách nhốt chó là động cái chảo cho nó kêu. Đây là con chó mẹ. Đấy, chỉ cần cầm cái queo một cái là nó thể chui vào trong chuồng luôn. Đấy. Đây là cái chuồng của con chó mẹ. Hello, nghịch nữa đi. Tại nghịch lên mới bị nhốt đó. Còn đây là hai em chó con cũng bị nhốt vào đây rồi vì cái tội nghịch. Thả ra ngoài nhưng mà rất là nghịch, lại còn tè ra sân nhà người ta. Nên là hai em ý đã bị nhốt lại. Hi hi. Wow. Mình đang chôn em cún. Đè lưỡi ra. Nhìn trông thật là muốn đánh vì cái tội rất là nghịch. Lần sau không được nghịch nữa nghe chưa? Hả? Đi ra ngoài thì chạy loang quang. Đến gì? Đi giặt đó. Nào. Thành cho lên trên nhà rồi, ở trên tầng rồi ạ. Nó đã rất là tức bởi vì bị treo lên, nó đã kêu gào cái mồm nó lên. Đấy. Con em cún rất là vui. Mọi người, mình không chơi em cún nữa đâu. Mình bây giờ chuẩn bị đi nấu cơm và đi tắm đây. Xin chào.